125 kg giữa Hà Văn Hiếu Bắc Linh Bắc Thảm Đỏ gặp Vũ Văn Vũ Ngọc Linh Phúc Thọ Phú Thọ Bắc Thảm Xanh. Hà Văn Hiếu Linh Bình gặp Vũ Ngọc Linh Phú Thọ. Chung kết tranh huy chương vàng hạng 125 kg giữa Hà Văn Hiếu Linh Bình gặp Vũ Ngọc Linh Phú Thọ. Hà Văn Hiếu Linh Bình gấp thảm đỏ, Vũ Ngọc Linh Phú Thọ gấp thảm xanh. Đỏ đã có 2 điểm, tiếp 2 điểm nữa 4 điểm, tiếp 2 điểm nữa 6 điểm, lật lại 8 điểm, hay quá 10 điểm. Ok rồi, nhanh như cắt, Hà Văn Hiếu Linh Bình đã thắng cuộc. Đánh quá hay, đánh một lúc Hà Văn Hiếu đã thắng ưu thế. Hà Văn Hiếu Linh Bình, Hà Văn Hiếu Linh Bình giành huy chương vàng, Vũ Ngọc Linh được Phú Thọ giành huy chương vàng. Nguyễn Hữu Định còn Hà Nội. Quan trọng trận chung kết tranh huy chương vàng 61 kg, chung kết 61 kg. Tranh huy chương vàng lên. Khóa hay quá, khóa hay quá. Hai bên đều giỏi. Không rút được. Tốt, búa đè xuống. Nếu được khóa chân thì không đè được. Toàn giỏi, kiếm được 2 điểm hơi vất đấy. Kiếm được 2 điểm hơi vất. Chưa ai có điểm. Thank you.
chưa ai có điểm. Trọng tài nhắc nhở không tích cực, Xanh bị nhắc nhở. Được rồi, tốt, hai điểm, đỏ là hai điểm. Tốt, tốt, hai điểm tiếp theo. Tốt, chưa lật điểm, chưa lật điểm. Các bạn có xem trận chung kết chiều hôm nay. Hiệp thứ hai, hiệp một đỏ đã được 4 điểm. Thế kia thì giúp sao được. Toàn cao thủ gặp nhau rồi, và chung kết toàn giỏi cả. Đánh từng miếng một. Nhìn đầu cái kia thì kẻ đầu thế thì ơi hay quá. Ô tốt quá, đỏ 2 6 điểm. Tốt, rút chân ra nhanh. Một hai điểm. Xanh đã có hai điểm.
Có vàng rồi. Có vàng rồi. Đỏ thắng. Hà Nội thắng, huy chương vàng đầu tiên chiều nay. Còn Hà Nội. Tôi chưa thấy nó ai thua ai rồi. Đánh hay nhỉ. Đánh tốt nhỉ. Tôi chưa thấy nó thua ai. Ngô Xuân Nam Bắc Linh à? Chơi Ngô Xuân Nam Bắc Linh gặp Nguyễn Hà Xuân. Hà Xuân định ở phòng. Sau năm thứ Nguyễn Ngô Xuân Nam Bắc Linh. Nguyễn Xuân Định Hà Nội có lại xanh. Hà Nội vào chung kết nhiều lắm. Tấn Tân Dự sân đây chả có ai vào vật nhỉ, mà toàn nhận giải. Không, nếu không ai đấu thì nó cũng mất luôn à? Thảm. Xanh đã có một điểm. Ba điểm, xanh đá có ba điểm. Đây Hà Nội dễ huy chương vàng nữa.
khỏe lắm. Thôi mất điểm rồi. Đỏ có 2 điểm. Cuốn cổ rồi, cuốn rồi. Điểm xanh 2 điểm. Vào thứ hai chiều nay.